trai của nhóm của những người bạn Alpha xin gửi đến tất cả các chị các bạn lời chúc một đêm âm nhạc đúng nghĩa. Xin cảm ơn tình cảm cũng là cái không khí ấm áp của những người có cùng một niềm đam mê sẽ càng ngày càng thắt chặt hơn. Xin gửi đến một nhạc phẩm của nhạc sĩ Đức Huy, xin mời ngày mai có nhau. Oh.
người hỏi em có xin cảm ơn.